mà nói về cái trí tuệ của bé thì rất là, phải nói là đạt đỉnh cao. Nếu so sánh như cô chưa chắc gì cô làm được. Sống quá khổ đi. Cái cô ra giái mẹ: mẹ ơi, cho con biết cái tiền kiếp của con đi mẹ, giữa con với người này nợ nần ân oán như thế nào, con biết rằng con trả. Thì không, thấm thoát không biết bao lâu, thì ba đêm liên tiếp thấy chỉ có một giấc mơ thôi. Mình là nam, cái người nam đó đó kiếp trước là nữ. Chậm lại nha. Con không biết con tin gì thì giờ nghe sao thì con nói, cô nói vậy. Cảm ơn con nhiều. Xin chào quý bà con và khán giả đang theo dõi kênh YouTube An Giang Lê Thanh. Thì hôm nay Lê Thanh có trở lại chỗ cô Huệ mà đi nhặt những bức tượng cũ đó, rồi khôi phục những bức tượng cho bà con. Thì hôm nay Lê Thanh cũng ghé đây để thăm cô Huệ nha khán giả. Đây thì cô Huệ đang ngồi phía bên trong nè. Cô Huệ đang vẽ tượng đó. Rồi mình vô mình sẽ hỏi thăm cô Huệ nha. Thì cái công việc của cô hằng ngày thì ở nhà thì cô vẽ những cái bức tượng để giao cho bà con. Rồi rảnh thì cô đi chạy chiếc xe đạp đó khán giả. Cô sẽ đi nhặt những bức tượng cũ mà người ta để ở miếu đó. Dạ, chào cô Huệ. Chào con. Cái bức tượng này là có ai đặt cô vẽ hay sao? Cho con gắn cái miếc nha. Rồi. Tượng này của người ta đem lại cho mình làm. À. Gần xong rồi. Lúc đó là cái tượng nó cũ lắm hả con? Ừ, cũ kỹ lắm. Dạ. Ngoài sơn bức tượng này là cô có làm lại mấy này không hay chỉ làm bức tượng thôi? Không, người ta chỉ dặn là làm bức tượng với bông sen này thôi. Dạ. Nhưng mà cô thêm chút xíu vô chẳng hạn như bông hoa. Dạ. Cái cây này nữa. Cô Huệ, trước con đến thăm cô, thứ hai nữa là cũng có một cái khán giả đó. Cũng nhờ con đến đây để trợ duyên cho cô 1 triệu. Đó là cái Zalo của cái em gái tên là Chậm Lại, Lê Thanh cũng không biết tên nhưng trên Zalo để Chậm Lại đó. Thì em gái này nhờ Lê Thanh đến đây để trợ duyên cho cô 1 triệu vì lý do video trước có nhắc đến là cô không có tiền để mua thùng xốp để ship cho bà con đó. Cho nên Thanh tranh thủ đến đây. Rồi trước tiên thì con gửi cho cô đi. Nói chuyện thôi sợ con quên. Tấm lòng của một em gái tên Chậm Lại trên Zalo. Cảm ơn Chậm Lại nha. Con không biết con tin gì thì giờ nghe sao thì con nói, cô nói vậy. Cảm ơn con nhiều. Rồi. Cái em những bức tượng đó là xong chưa con? Cô đẹp quá trời luôn, mới chát luôn. Nói chung ra là chưa có xong. Chưa xong luôn hơn vậy con. Thấy đẹp mà chưa xong nữa hả con? Chưa. Trời ơi. Cái chỗ này là cô Huệ là hay ngồi để sơn để vẽ nè. Còn bên kia thì để những cái tượng cũ ha cô. Bên cái... kia là cũng như là nói chung ra giờ mình cho là cái kho đi. Cái kho. Cái chỗ này là cái chỗ mà để cô làm. Thì những cái bức tượng của anh đây là khi mà làm là giao cho bà con ha. Đúng rồi, làm để xong rồi cái giao cho người ta. Dạ. Bức tượng này của anh ta ở gần đây gỡ không con? Tú có trong nhà bàn chổng á. Cô hẹn với người ta là bữa 25 giao. Dạ. Cho nên thử giờ mình phải tranh thủ mình làm. Cái này người ta đem lại đây hay mình người ta hay là người ta ship không? Người ta đem lại đây. Người ta đem lại tới cho mình luôn. Nữa người ta ra đây người ta lấy ha. Đó, chỉ thêm chút xíu nữa thôi thấy lạ liền ha. Đẹp quá. Vậy rồi có mình đưa cái nhị màu vàng vô một cái nữa. Dạ. Thì cô Huệ vừa qua đăng những cái clip cô lên đó. Thì khán giả rất là thích. Tại vì cũng có chia sẻ là cô Huệ không phải là người tu ở trong chùa. Mà cô Huệ nói chuyện hay quá. Thứ nhất là nhắc về bé Thường Lam đó cô. Khán giả thích nói cô nói đúng quá trời luôn rồi. Thì nói chung ra theo như cô biết đó. Dạ. Là kinh kệ nói làm sao mình nói vậy. Nếu như mình không tu thì không bao giờ chuyển kiếp. Mà nếu mình không tu thì không có phước báo để làm những cái chuyện chẳng hạn như lo cho bá tánh hoặc là phiên chúng sanh để tu hành. Thì nói chung quy ra, nói về Phật, mỗi một Phật tử sanh ra trên đời này là mỗi người có một cái duyên khác nhau và nhiệm vụ khác nhau hết, không ai giống ai hết.
tuy rằng mình là chúng sanh thiệt, nhưng có duyên mới được vô tới chùa. Dạ. Nói chung ra nếu mà nói về vô tới chùa tu đó là mình phước báo lớn dữ lắm mới được vô tới chùa tu. Dạ. Chứ còn nếu không đó thì nếu mà ít duyên chút thì mình là chúng sanh hàng Phật tử. Đó. Nếu như hàng Phật tử mà mình không tu nữa thì làm sao mà kiếp sau để trở lại thành một vị sư trong chùa. Những vị sư trong chùa là tu rất là, có thể là rất là nhiều. Nhiều kiếp ha. Nhiều kiếp. Dạ. Yeah. Mới được vô tới chùa để nhiều tạ tôn kính. Mà không phải riêng vị sư mà tu nhiều kiếp mới thành vị sư đâu. Như mình hiện bây giờ nè. Đúng rồi. Mình được đẹp đẽ và toàn vẹn như vậy. Thì có lẽ là kiếp trước mình cũng đã là một người tu hiền rồi mới được như vậy. Nói chung quy ra nói về kinh Phật. Thì mình có tu mới đầu thai chuyển kiếp. Mình không biết kiếp trước mình là gì, nhưng mà cái kiếp này mình đã được trọn vẹn như gì rồi thì có nghĩa là mình đã tu rất nhiều. Yeah. Mặc dù mình không đẹp hơn người khác thiệt, bây giờ mình nói vấn đề thí dụ thôi, hoa hậu hay là cái gì người à, mẫu gì đó, ca sĩ đâu. Ừ. Mình không được nổi danh như vậy, nhưng mà tại vì mình tu thấp hơn người ta. Yeah. Cho nên thành thử mình không được như người ta. Nhưng mà nếu như người ta mà đã được như vậy rồi thì người ta làm không có công đức, người ta không làm phước, không làm thiện, thì có lẽ người ta sẽ mất hết tất cả. Yeah. Ừ. Nếu như người ta càng tu hiền, càng phước báo chừng nào thì người ta càng tăng trưởng chừng nấy. Thì giờ như cô nói về bé Tường Lam nè, mới có bây giờ cô cho 4-5 tuổi đi. Yeah. Mà mở miệng ra chỉ biết phi người, tu hành, ăn chay niệm Phật. Như vậy thì nếu mà nói về cái trí tuệ của bé thì rất là, phải nói là đạt đỉnh cao. Nếu so sánh như cô chưa chắc gì cô làm được vậy à. Dạ. Yeah. Không làm được vậy đâu. Nhưng mà nếu mà so sánh ra đối với cô tới mấy chục tuổi đầu cô mới giác ngộ được là biết đi chùa, biết coi kinh. Còn con bé chỉ mới có bài lớn à, là con bé đã thuộc rồi. Cô hiện bây giờ nè, tuy rằng cô làm tượng, trách nhiệm của cô làm tượng, nhưng mà nói về kinh kệ cô còn chưa thuộc à. Dạ, chú cũng đâu có thuộc đâu ha. Không, chỉ chùa thuộc được có khúc chú vãng sanh, có chút xíu đó đó. Yeah. Chứ ngoài ra là chú đại bi hay là cái gì đó là hoàn toàn cô không thuộc. Đúng là bài chú đại bi rất là rất khó. Là khó. 84 vị Phật đó. Ừ. Làm nhớ nổi. Khó lắm. Yeah. Nhưng mà bé đã thuộc như vậy thì có nghĩa là kiếp trước bé tu cũng nhiều mới thuộc kinh kệ. Nói giờ như cô chỉ biết làm tượng thôi. Nếu mà đem mỗi người một nhiệm vụ, nếu về so sánh về con bé làm tượng giống cô thì làm không được. Dạ. Yeah. Nhưng mà trái ngược lại thì con bé được khuyên mọi người làm phước, ăn chay, tụng kinh, niệm Phật thì còn gì quý bằng nữa giờ. Giờ cô tối ngày cô chỉ biết ngồi đây cô vẽ vậy thôi, cô có khuyên ai được đâu. Cô đâu khuyên ai được đâu. Yeah. Cô tối ngày cô chỉ biết vẽ thôi. Ừ, người ta ngưỡng mộ thì cứ việc thỉnh. Có duyên thì thỉnh được tượng Phật. Còn không có duyên lắm như cô vẽ hoài vẽ không rồi. Cái gì cũng phải có duyên hết. Nó là như vậy. Nếu mà nói về trong kinh Phật nói ra, mình không tu đạo, mình không tu hiền thì không bao giờ chuyển kiếp luân hồi mà để thành người. Không bao giờ. Tội nhẹ thì đầu thai lên làm người, nhưng mà với điều kiện chưa chắc gì được toàn vẹn. Yeah. Xấu xí, tật nguyền. Những người đó tội rất là nặng. Còn nói về con bé thì quá quá đỉnh luôn.
Bây giờ bắt chước theo thời trẻ đi, quá đỉnh luôn. Mới có nhỏ xíu mà chàng ơi, nhìn mặt thấy cưng, rồi thêm đọc chú đại bi mà cô ngồi cô coi, mà cô ngồi cô cười không đó. Trời ơi, tôi mà được đứa cháu ngoại gì chắc tôi cưng lắm. Chỉ đọc lao vậy. Thiệt tình thấy thương gì đâu. Cô gì cô còn chưa thuộc nha. Chỉ thuộc được có khúc chú giảng sanh. Chẳng hạn như lâu lâu có tiền cái cô đi mua cá thả. Cái đọc được ba biến chú giảng sanh đó rồi thôi, chứ ngoài ra là chú đại bi gì không thuộc, hoàn toàn không thuộc. Nó coi như cái duyên của cô đó là chị, là coi như là một bác sĩ trị bệnh cho nạn nhân đi. Giờ cũng như vậy, cô là bác sĩ trị bệnh cho những bức tượng gì đi. Chứ còn nói về phiên người niệm Phật hình như là hơi khó à. Khó lắm. Người đời nếu mà mình đem so sánh ra thì hầu như là ít ai mà nghĩ tới gần là cái câu niệm Phật lắm. Mà dù có niệm đi chăng nữa, nhưng hỏi ngược lại coi có thành tâm niệm hay là không nữa. Đừng nói câu niệm Phật đơn giản hả? Không có đơn giản. Không bao giờ. Còn bé thì phiên tới đâu, người ta làm theo tới đó, thì quả là cái duyên của bé rất lớn. Rất lớn. Nhưng cũng có nhiều người người ta lại không thích hả cô? Thì bây giờ như trường hợp thí dụ, cô nói về vấn đề thí dụ thôi nè. Một bên tà, một bên chánh. Thì bên tà làm sao thích bên chánh được? Không có đường nào mà thích được hết. Còn nếu nói về bên chánh với nhau thì ồ, bé quá giỏi. Còn nói về bên tà là dứt khoát không bao giờ thích. Lúc nào cũng vậy. Tà thì lúc nào cũng quấy rối bên đạo Phật. Nếu không quấy rối thì làm sao mình thành Phật được? Nhờ cái sự quấy rối đó đó, nếu như cha mẹ của bé có một sự can đảm, có một cái sự sáng suốt, thì hãy nên giữ gìn cho bé bằng một cách tấm lòng chân thật, lúc nào cũng sống tốt đời đẹp đạo. Chứ đừng để sa ngã nha. Sa ngã là tội cho bé. Nhưng mà cô có lời phiên như vậy, bé còn rất nhỏ, tuy rằng kiếp trước là bé có tu, bé mới có phước tới ngày hôm nay. Thì hiện bây giờ là mình tính bây giờ đi, bé rất là còn nhỏ. Nhưng đừng đưa bé lên cao quá, sẽ giảm đi cái thọ của bé, sẽ mất hết tất cả thì tội nghiệp cho bé. Cứ giữ bình dĩ hoài cho tới lúc trưởng thành. Bây giờ coi như mình đi tới đâu hay tới đó đi. Đó. Đừng có kiểu thấy người ta chê bai bé, người ta nói này nói nọ bé. Mình chỉ khuyên bé một câu, kệ đi con ơi, ai nói gì nói. Đơn giản vậy thôi. Việc mình làm mình biết, người ta nói kệ người ta, không bận tâm. Việc ai làm nấy biết, đúng không? Dạ. Giờ nếu như mà bé có cái bước đường đi về chánh đạo như vậy, thì cô có lời phiên rằng nếu mà cha mẹ bé có một cái sự phước báo vô cùng mới được sinh một đứa bé ra như vậy, thì cha mẹ bé hãy gắng giữ gìn, lấy kẻ thù làm bạn. Đó là cách tốt nhất, đó là của Đức Phật đưa ra, lấy kẻ thù làm bạn. Giống như người ta chê, người ta nói gì nói, nhưng mình vẫn vui đó hả cô? Ừ. Dạ. Có nghĩa là không giận hờn, không trách móc. Dạ. Mình chỉ biết ai nói thì nói, ai làm gì làm, mình đi con đường đúng đạo của mình. Như chứ cô hồi đó đây sao, nó nói ở nhà trọ khổ muốn chết rồi, không lo giàu nghèo, không lo kiếm tiền trả tiền nhà trọ, nghèo đặt đi làm phước, nghèo đặt làm từ thiện.
nhưng đối với cô không bận tâm. Yeah. Nếu như cô mà nghe những lời người ta nói chỉ trích đủ điều hết thì cô đã bỏ cuộc rồi, không có tới ngày hôm nay. Yeah. Cho nên thành thử ai nói thì nói, ai làm gì làm, chuyện mình làm mình biết. Mấy cô thường nói hoài, cô không có ăn thiệt, đâm chén muối ớt ăn cũng được nữa, miễn kiếm tiền đủ mua hộp nước sơn là cô cảm thấy cô vui rồi. Cô ăn gì cũng được hết á. Yeah. Thì giống như bé vậy, ai nói thì nói, ai làm gì làm. Nếu như trường hợp thí dụ bé không thấu hiểu được thì trách nhiệm mình làm cha, làm mẹ, ông bà trong dòng họ hãy nên cố gắng giữ gìn cho bé, đừng bao giờ để cho bé vấp phải một cái lời nói nào đó không được tốt đẹp. Mà luôn cả bản thân người lớn của mình cũng vậy, đừng nên vấp ngã. Mà hãy nên cảm ơn những người chỉ trích mình, cái đó mới là đạt đỉnh nghe. Yeah. Hãy nên cảm ơn những người đó để mình cố gắng mình rèn luyện bản thân, để mình khắc phục lại cái người chỉ trích mình. Chứ nếu không mình chỉ nghe một hai lời nói thôi, nghĩ làm phước ơi. À, ai muốn làm gì đó làm, tôi ở nhà tôi chỉ biết lo nhà tôi rồi xong. Nếu mà nói như vậy thì không có kết quả tốt, mà mình phải lấy kẻ thù làm bạn mới gọi là tốt, chứ nếu không là không tốt đâu. Mình người lớn mình hiểu hơn bé thì mình phải gán kiềm chế, gán giữ vững những lời nói. Ai khen cũng vậy, ai chê cũng vậy, đừng nghe người ta khen cái mình đề cao bản thân mình học cũng không tốt, mà mình nghe người ta chê mình hạ thấp bản thân mình, sinh ra buồn gầu ảm đạm cũng không tốt. Vậy là mình đã thua. Cho nên thành thử càng chỉ trích chừng nào, càng chê bai chừng nào, mình càng phấn chấn chừng đấy, nó mới gọi là đạt chuẩn. Chứ hồi đó cô cũng vậy thôi chứ gì. Người ta kêu cô á làm tượng xong phải ra giá cả đàng hoàng. Cô nói hỏi chứ tôi làm hay là mấy người làm? Mấy người nếu mà ra giá cả thì tự mấy người làm đi, chứ tôi không làm. Tôi ở đây tôi chỉ biết làm, ai thỉnh tùy hỷ, ai muốn cho nhiêu cho, đấy tôi không bận lòng. Tôi chỉ biết trách nhiệm của tôi là tôi làm thôi, còn tiền bạc đối với tôi không quan trọng. Không lẽ giờ mẹ Quan Âm không lẽ bỏ mình đói? Yeah. Đúng vậy không? Nhưng mà đối với cô rất là tin tưởng mẹ Quan Âm nghe. Cô nếu mà tính ra nói về tiền kiếp đó ha. Nè sẵn đây cô nói luôn nè. Ngày xưa cô rất là khổ, cô đi cạo gió dắt gió cho người ta. Mà ổng ăn nhậu, ổng vô quán bia ôm gì đó, cái tiền mà quần tây hồi đó chuyên môn có cái túi nhái có chút xíu gì nè, cái ổng mới ship là 150.000, ship nhỏ xíu nhét vô đó đó. Giấu không ha? Không phải, người ta giấu mấy người cái gì, người ta đi uống bia ôm gì đó. Dạ. Cái tới chừng kêu cô lại dắt gió, dắt xong không trả tiền mà còn nói cô ăn cắp tiền, lôi cô lại tới ban khóm lục xét luôn mà. Nhưng mà cô đâu có lấy đâu, cô sợ. Cái xấu hổ quá đi, buồn nữa. Cái cô mới lợi chỗ mẹ Bồ Đề. Mẹ ơi mẹ, nếu mẹ thương con, mẹ giải oan giùm cho con đi mẹ. Trời xui đất khiến sao, 2-3 ngày sau thấy cô đi ngang. Bà quái. Xe qua dòm là bắt đầu chế giới rồi nghe. Cái người mà dẫn mình tới khóm lục xét mình á, chế giới rồi, không biết chuyện gì. Trời ơi trời, xin lỗi bà nghe, bà cho tôi xin lỗi bà đi, ổng tiền ổng có rồi, ổng nhét trong túi nhái ổng giấu vậy đó. Thế là mẹ Bồ Đề đã lên chưa? Yeah. Một lần
Lần thứ hai đó là năm 97. 1997, cô có chấp nối với một người. Cô sống với người đó, cô nói thiệt, vợ hiền dâu thảo đàng hoàng. Nhưng mà cô sống quá khổ đi, cái cô ra giái mẹ. Mẹ ơi, cho con biết cái tiền kiếp của con đi mẹ, giữa con với người này nợ nần ân oán như thế nào, con biết rằng con trả. Thì không thấm thoát không biết bao lâu, thì ba đêm liên tiếp thấy chỉ có một giấc mơ thôi. Mình là nam, cái người nam đó đó kiếp trước là nữ. Kiếp trước mình là nam, cái lôi bạn bè lại nhà ăn nhậu, kêu vợ lấy chén ra cho bạn ăn nhậu, mà chậm trễ cầm cái chén chọi chúng người ta bể đầu xịt máu. Cho nên thử kiếp này đầu thai lên cô là nữ, người đó là nam. Thấy rõ ràng như vậy luôn. À, cho nên người kia mới tệ bạc với mình lại á. Nó giống như là lực nhân quả, nghiệp nhân quả. Đúng, cái lực nhân quả nó nó dây nó trả với nhau. Sinh ra trên đời này là phải có dây có trả. Kiếp trước có tu thì mình vào nhà, giàu sang quyền quý, được mọi người yêu thích. Nếu mình không có tu thì lọt vào cảnh nhà nghèo, còn không được yêu thương nữa, mà không hiểu Phật Pháp là gì hết. Còn con bé nó lọt vào cái cảnh mà nằm trong cái gia đình lại là biết Phật Pháp một cái nữa. Như vậy thì còn gì bằng nữa. Nếu không có tiền kiếp thì không bao giờ có. Đó là bản thân cô đó, là hai trận rồi ha. Tới trận thứ ba, ngày xưa nếu mà tính ra có khoảng chừng 30 năm về trước, cô quán trách mẹ cô lắm, tại sao bỏ cô. Thì cô cũng giái mẹ bồ đề. Thì cũng ba lần liên tiếp cô thấy. Kiếp trước cô cũng là nam, ăn chơi cát tán, phá làng phá xóm, đánh đập người ta, bị mẹ từ. Khi mà cô đã nhìn thấy cái cảnh đó rồi, là tới bây giờ nếu mà tính ra có khoảng 20 năm nay, cô rất là thương mẹ cô. Cô rất là thương. Mỗi lần về tới nhà hả, mẹ đuổi, chửi, không có cho vô nhà. Bà đuổi, bà chửi, vô ngồi đó đó. Bà chửi đã rồi, chừng nào bà nghỉ chửi, thưa mẹ con về. Tại vì mình đã biết cái tiền kiếp rồi. Nếu như trường hợp thí dụ mà trong kinh Phật không lẽ nói dối mình không có tiền kiếp? Có tiền kiếp. Cho nên thành thử mình quay trở về để làm lại những gì mình còn thiếu sót. Có nghĩa là mình quay trở lại, mình đầu thai thành người ở đây. Để mình làm những cái gì kiếp trước mình đã hứa hẹn, mình chưa làm. Cho nên thử kiếp này mình phải quay trở lại để mình làm. Chừng nào xong nhiệm vụ thì mình tự động mình đi về quê cũ của mình. Nó vậy đó. Cô cũng cầu mong sao cho tất cả mọi người nếu hiểu được về tiền kiếp của con người. Bây giờ cô nói về bản thân cô thôi, là ba lần cô đã thấy cái tiền kiếp của mình rồi. Thì có nghĩa là cô rất là tin tưởng mẹ Quán Âm, cô rất tin tưởng Phật. Ngày xưa cô không có tin mấy đâu, ngày xưa cô không bao giờ tin. Nhưng từ khi cô biết coi kinh kệ, rồi những trong giấc mơ cô nhìn thấy tiền kiếp của mình, và hiện tại bây giờ thì tự nhiên mẹ Quán Âm kêu cô trang điểm thay áo. Hoàn toàn cô không biết gì hết mà tự động bây giờ cô làm được như vậy. Tất cả mọi người vẫn rất là yêu thích. Thì cái đó chứng tỏ là có Phật. Có mẹ Quán Âm. Và có luôn cả cái tiền kiếp của mình luôn. Nếu không có, bây giờ mình hứa mình cho cái người đó, ngày mai tôi cho bà 5.000, quên, không cho, thì có nghĩa là mình mắc nợ người ta 5.000. Khi mình thức tỉnh rồi, mình nhớ lại thì mình phải quay lại mình trả tiếp tục. 5.000 nó có thể đẻ lời ra tới 10.000 à. Nó là như vậy. Phước cũng được tăng vậy. Nợ cũng là tăng vậy. Thiếu nợ thì nợ, đẻ ra nợ.
Mà trồng cây phước á thì phước rồi ra quả. Nếu mà qua ra quả nhiều, mời tất cả mọi người ăn thì cùng phước hướng. Báo vô cùng. À, cùng hưởng phước luôn. À, đó là phước báo vô cùng. Còn tưởng sao chồng có một trái hai trái không đủ nhà ăn nữa đâu mời thiên hạ. Có nghĩa là phước báo mình rất ít. Thì mình phải gán bồi đắp sao để cho phước báo càng nhiều. Đó là như vậy. Thì trong câu kinh Phật để lại, trồng một cây đức thả sức mà ăn. Nếu không trồng lấy gì ăn? Đúng không? Yeah. Không trồng lấy gì ăn? Bây giờ thích ăn cái trái đó đó, mà giờ muốn trồng cái trái đó để ăn đó, rồi không trồng lấy gì ăn? Đi mua. Rồi có tiền mua, không tiền lấy gì mua? Yeah. À. Cho nên là tự mình phải trồng. Trồng cây mới có quả. Cái đó thực tế nó là cái gì? Nó cũng như cô coi trong cái bài kinh. Có một chú tiểu đó, thì lẽ sống được chỉ có 8 tuổi thôi. Gia đình mới đưa lúc 7 tuổi là đưa chú tiểu đi lên chùa cho sống ở đó 1 năm. Thì ông thầy ổng mới nói là thôi sắp hết năm rồi, cho chú tiểu đi về gia đình, cũng như là sum họp với gia đình để chú tiểu ra đi. Thì trên đường đi về băng rừng lội suối, thì chú tiểu thấy nguyên một tổ kiến trôi dạt ở dưới suối. Chú tiểu cầm lòng chịu không được, bẻ một nhánh cây chặn ngang con suối liền, cứu nguyên một tổ kiến đó hết trơn luôn, đưa lên bờ. Tới chừng đâu tới 10 tuổi chú tiểu quay lại chùa, ông sư thầy ông mới giật mình, ủa tại sao lại còn sống nó. Thì mới hỏi chú tiểu đi trên đường con có cứu vật gì không. Thì chú tiểu mới kể là con gặp tổ kiến đang trôi ở dưới suối vậy đó. Mà chú tiểu đó hưởng thọ tới 108 tuổi mới chết. Tăng lên được tới 100 tuổi, tại vì có 8 tuổi chết rồi. Yeah. Nhưng mà không ngờ cứu cái tổ kiến đó mà tăng lên là 108 tuổi. Thấy phước báo vô cùng không? Bởi vì nó là làm phước là được phước, vậy là gì đó cô? Đúng. Nếu như trường hợp thí dụ không làm phước thì làm sao được hưởng? Dạ. Yeah. Bây giờ cô nói vấn đề thí dụ nói về bản thân cô nè. Bây giờ cô không làm tượng gì, cô không gieo duyên cho mọi người, mà nếu phước cô không có thì làm sao cô được hưởng của yeah. tất cả mạnh thường quân để đóng góp cho cô tới ngày hôm nay? Nếu như cô không làm thì đâu có. Dạ. Yeah. Thì qua câu chuyện của cô Huệ vừa kể đó, thì khán giả cũng biết là cái luật nhân quả nó sẽ có. Ừ. À, cũng một câu này là khán giả cũng nhiều khán giả cũng đã hiểu biết là làm phước được phước, làm tội sẽ được bị trừng trị đó. Ừ. À, bây giờ là không phải là mình tội bây giờ là kiếp sau bị phạt đâu, nhiều khi bị phạt trong kiếp này luôn đó. Đúng. Yeah. Nhiều đôi lúc á, mình bị phạt mà mình còn chưa biết là mình bị phạt nữa. Yeah. Nói trời ơi sao tôi làm phước quá mà tôi khổ. Không phải vậy. Không phải vậy đâu ha. Bây giờ con nói vấn đề thí dụ cái cuộc sống hiện tại của con người thôi. Giờ cô làm người tốt đi. Yeah. Công an có bắt cô không? Dạ yeah, không. Rồi. Rồi cô làm chuyện xấu công an bắt cô không? Dạ bắt. À, cô làm chuyện tốt có thể là công an, khóm phường, tất cả mọi người đều giúp cô. Nếu cô làm chuyện xấu công an bắt đi trốn không kịp nữa. Dạ, bởi đúng không? Bây giờ là phải bị phạt bây giờ luôn chứ không để giúp cô gì đó. Đó. Nhưng mà nhiều đó lúc người ta bị phạt mà người ta còn chưa biết là bị phạt nữa. Dạ. Tại vì người ta đâu nghĩ tới. Đâu có nghĩ tới là mình làm tội mà mình phải trả nợ. Người ta đâu nghĩ tới điều đó. Nhưng mà người ta chỉ biết người ta cho người này 10 ngàn là người ta làm phước. Nhưng mà người ta chưa có biết nhớ lại cái lúc mà mình làm khổ cái người khác như thế nào nữa. Yeah. Như thế mình làm khổ người kia 10 ngàn 10 câu nói, mình làm phước này mới có được 5 ngàn. Còn 5 ngàn nữa nằm ở đâu? Phải bị trần trị lại là hoài.
phải chừng trị lại cái 5.000 đó đó. Yeah. Một lời nói của mình, bởi câu trong kinh Phật, lời nói đáng ngàn vàng nặng. Mình nói sao để giúp người, dù cho nói dối cũng phải giúp người, hả, nên nói dối. Yeah. Còn nếu hại người mà nói dối tốt hơn đừng nên hại. Đó là lời sự thật của trong kinh Phật dạy rõ ràng. Nếu nói dối mà giúp người thì nên nói, còn nếu nói dối mà hại người đừng nên nói. Hôm nay được trò chuyện với cô Huệ thì con cũng rất là vui, cũng học hỏi thêm một cái những cái điều tốt mà cô Huệ đã nói ra, giống như là mình làm cố gắng làm phước sẽ được phước. Ừ. Tránh cái sự việc mà mình làm những chuyện sai trái với lương tâm, với bản thân của mình, đem tác hại đến cho người khác. Đúng. Thì cái luật nhân quả thì không chờ kiếp sau nữa, có thể kiếp này là hiện tại luôn. Ngủ bữa nay ngày mai nó khác rồi. Đó. Gì đó. Thì, cho nên thì bà con khán giả thì xem, nếu có xem được video thì nếu thích thì mình xem, không thích mình cứ lướt qua, chứ đừng có để lại những lời cay đắng cho người khác, thì cái cay đắng đó mình sẽ nhận lại từ người khác. Ừ. Cho nên nếu như thì, mình muốn chỉ trích một người đó thì mình phải coi lại bản thân mình, xét lại bản thân mình. Cái này là trong kinh Phật dạy nha. Yeah. Trước khi mình muốn quán xét người đó thì mình phải xét lại bản thân mình đúng hay chưa. Yeah. Nếu mình đúng thì hả nên quán xét, quán trách người đó. Còn nếu mình là người không chân chính mà mình đi nói người đó là không có đúng. Mấy ngày nay bị cảm. Yeah. Thôi con ghé thăm cô vậy. Ghé thăm cô Huệ giây lát rồi thôi, con cũng đi còn nhiều việc thì con cũng chúc cho cô Huệ giữ gìn sức khỏe nha. Rồi, để cảm ơn con. Vẽ ra những thay áo cho các vị bề trên nè, cho đẹp và đón một mùa xuân mới được ấm áp. Thì con cũng một nữa cảm ơn khán giả đã theo dõi một đoạn video của Lê Thanh khi gặp gỡ cô Huệ và có những lời nhắc nhở tốt đẹp với bà con khán giả. Thì Lê Thanh cũng xin chào với bà con khán giả. Đơn giản thấy đẹp không? Hẹn giả những video tiếp theo. Mới luôn, cái lúc đưa là cũ lắm hả cô? Ừ. Rồi. Giờ là như là bức tượng mà mới ở trong công ty mà đưa ra. Nhưng mà chưa có hoàn thành. Dạ. Thôi nếu mà khán giả có xem được những clip này thì chúc khán giả luôn luôn vui vẻ trong cuộc sống, bình an trong công việc của mình. Thì Lê Thanh xin chào quý bà con, hẹn quý bà con những video tiếp theo. Chào cô Huệ nha. Chào.